Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê và mình là Mika đây. Hôm nay thì mình sẽ trên tay và test game cái chiếc Pocophone F2 Pro. Đây là phiên bản chính hãng tại thị trường Việt Nam. Và để xem rằng là với một chiếc Snapdragon 865 ở thời điểm hiện tại, nó đã có thể unlock được ở mức đồ họa cao nhất, đó chính là HDR và 60fps của tựa game PUBG Mobile hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết của video các bạn nhé. Trước tiên thì mình cũng xin cảm ơn Hoàng Hà Mobile đã hỗ trợ cho mình sản phẩm này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể truy cập vào đường link mình đã để ở phía bên dưới mô tả của video để có thể biết thêm nhé. Rồi, ok, đầu tiên thì mình sẽ show cho các bạn xem điểm số AnTuTu của cái chiếc máy này. Với chiếc Snapdragon 865 thì tổng điểm nó cho ra sẽ là 567.000 điểm, và khi chúng ta đi sâu vào, điểm GPU của nó lên tới là 215.000 điểm các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết của video. Đối với lại chiếc máy này thì bây giờ chúng ta đã có thể unlock được ở mức độ họ là HDR và FPS là cực độ rồi các bạn nhé, tức là 60fps đó. Như vậy là thật sự rất là tuyệt vời đúng không nào? Thế nhưng đối với lại con chip Exynos 990 được xem như là cùng phân khúc hiệu năng của con chip Snapdragon 865 thì nó vẫn chỉ dừng lại ở mức độ họ là HDR và 40fps thôi, vẫn chưa lên được 60. Đây là một điều thật sự rất là đáng tiếc các bạn à. Rõ ràng thì gần như Samsung họ không quan tâm mấy về cái dòng chip Exynos của họ, thành ra thì cứ mà kệ như thế thôi. Và mình cảm thấy rất là những người mà họ mua những cái chiếc máy Samsung sử dụng con chip Exynos ấy thì hơi bị thiệt thòi một tí, thật sự là như thế. Bỏ ra một mức số tiền cao thì chúng ta có thể yêu cầu đòi hỏi là mức cấu hình nó max setting chứ, max option chứ đúng không nào? Tại sao có lại bị mất một chút chút như thế? Quân sự luôn đi. Tại vì mình mới xem Sky Tour Movie tại rạp chiếu phim cho nên là bây giờ mình rất là hứng thú các bạn à, cực kỳ là có hứng bắn luôn. Ở thời điểm hiện tại thì gần như với chiếc Snapdragon 855 chúng ta đã có thể unlock được ở mức độ họ như thế này rồi. Và mình nghĩ rằng là không biết khi nào PUBG Mobile họ mới ra cái mức độ họ là Ultra HD để chúng ta có thể test được nhờ. Tất nhiên ở thời điểm hiện tại là nó vẫn rất rất đủ cho những người dùng, những người chơi bình thường như thế này rồi. Nhưng đối với mình là một người đang sở hữu một chiếc máy có mức cấu hình cao nhất ở thời điểm hiện tại thì mình luôn luôn đòi hỏi có một cái trải nghiệm nó cao hơn, nó tốt hơn những người dùng phổ thông rất là nhiều. Đó, cho nên là hy vọng phải là trong năm nay thôi, chứ cũng không dám rằng là nói một tháng hay là hai tháng nữa, nhưng mà phải trong năm nay. Hoặc cũng có khả năng là tại vì mức cấu hình ở thời điểm hiện tại nó vẫn chưa đủ. Rất mượt các bạn nhá. Ôi chơi HDR mà 60fps nó phải gọi là một cái gì đó rất là khác các bạn à. Đó, chứ còn đồ họ HD thì ở thời điểm hiện tại nó vẫn cùi lắm. Thành ra đôi khi mình không muốn test max cấu hình là như thế. Tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy rằng là với cái mức độ họ cao như thế này thì nó sẽ hơi tối, thật sự hơi bị khó nhìn một tí. Mình thì từ trước giờ mình đã quen với lại mức độ họ mượt rồi. Tiếc quá bạn ơi. Tiếc quá bạn ơi. Con này chỉ có lo đơn thôi cho nên là cái việc định hướng của nó rất là khó khăn các bạn à. Chơi con này thì dựa theo cảm tính là chính thôi. Nghe tiếng chân là phải nấp, chờ cho nó lại gần rồi nó hiện tiếng chân lên, lúc đó thì mới dám. Ui. Điệt ngay mà. Đó, ui. Trời rất là mượt các bạn nhá. Siêu siêu mượt luôn ý. Rõ ràng. Ôi ôi ôi. Đẹp lắm các bạn à, nó mượt cực kỳ ý. Ui lái xe sướng. Trời, lái xe 60fps mà max setting như thế này nó sướng lắm các bạn à. Thề. Thật sự. Không có một chút khựng lát nào cả luôn. Bây giờ là đã trải nghiệm được 15 phút rồi. 12 triệu chúng ta đã có ngay Snapdragon 865 5G. Còn gì nữa tuyệt vời hơn nào? Đây là một chiếc máy mà phải gọi là tốt nhất ở thời điểm hiện tại thôi, một chiếc máy chính hãng. Hoặc nếu như mà các bạn không thích chiếc máy cho lắm thì có thể là chọn cái chiếc Oppo Reno 3 Pro. Đó, chiếc máy đó thì mặc dù không có một mức cấu hình cao nhưng mà nó sẽ có một body được làm từ nhựa. Thật sự rằng là để mà nói test cái mức cấu hình max setting của tựa game PUBG Mobile này trên cái con chip Snapdragon 865 ấy, nó thừa. Cảm giác nó thừa lắm. Thôi bỏ miếng đèn xanh rồi. Làm cái bình xăng này. Để đồ họ max setting rồi âm thanh Ultra HD ấy, cái tiếng xe nghe nó sướng lắm, nó cứ nhẹ nhàng nó. Đó.
Nói chung là nó rất kiểu từ tốn ấy, chứ nó không có ồ ồ như là mức độ họ mượt hay là chất lượng âm thanh bình thường đâu các bạn à. Ôi, cố gắng mà cảm nhận cái chất lượng âm thanh các bạn à. Chất âm thì ấm mà âm lượng to, chi tiết đồ tuyệt vời. Sao hôm nay mình lại khen thế nhờ? Ôi, bắn gì ghê vậy? Ôi. Hay. Hay lắm số 1 à. Ôi, ba thằng. Nhưng mà sao thằng đó bắn hay thế nhờ? Cho một phát bạn ơi. Ok nha. Rồi. Đi đi đi. Anh này. Thật rồi, khó hiểu thật ý. Bây giờ có cần ROM nữa đâu. Mình ROM thì ai lại đứng ăn kinh nghiệm chung như thế. Cảm giác chơi một thiết bị mình nó mượt, nó sướng lắm các bạn à. 2-0 rồi quá. Uầy. Uầy, không cả ép được. Ui, nhỏ quá. Đấy, lên. Uầy, ngon vậy. Ngon vậy. Ngon vậy. Uầy uầy. Uầy. Chứ bình thường nó không dễ như thế này đâu. Các bạn sẽ thấy rằng là mình chơi rất nhiều trận xanh lúc đầu, nhưng mà về sau thì lượt bắn này thua thì không gánh nổi. Trình vẫn còn kém mà. Dễ gì? Dễ gì ăn tôi? Uầy. Ok, tóm tắt lại thì con này có một trải nghiệm âm thanh rất hay, màn hình rất đẹp và trải nghiệm cầm nắm thì cực kỳ tốt, chơi game thì rất mượt, thế thôi. Sải tay, ai dài hơn? Ôi, sao vậy? Ôi, tiếc quá, cái gì? Sao vậy ta? Mình buốt lên để mình... Trời ơi, quá tiếc luôn, đáng lẽ nó phải là người chết. Lên này, ăn thêm bài lính nữa này. Đấy trụ. Ủa. Lên chọc con này nó bật công ty chơi. Kỹ tính lắm cơ. Ui, tim nó đã kéo xuống kìa. Cái gì vậy? Ui, chết vì độc mới nhục chứ. Thôi quên luôn này. Thôi xong. Ui, giờ đây đi. Muốn
Ô, cái gì? À. Ghét, ghét mày. Ôi dồi ôi. Sao chết được? Quên. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tổng kết chi tiết các bạn nhé. Về trải nghiệm cầm nắm, với khối lượng tổng thể là 219g, thiết kế khung viền, bốn góc cạnh và mặt lưng được bo cong, tổng thể có một thiết kế liền mạch, cầm rất thoải mái và đầm tay. Về trải nghiệm hiển thị, loại màn hình được trang bị trên chiếc máy này sẽ là tấm nền Super AMOLED có kích thước 6.67 inch, độ phân giải là Full HD cộng, mặc độ điểm ảnh cho ra là gần 400 ppi, độ sáng cao, chất lượng màu sắc và chất lượng chi tiết tốt. Về trải nghiệm âm thanh, con này không có loa kép stereo, chất âm, ấm, âm lượng to, chi tiết tốt, âm trường rộng. Đối với tựa game PUBG Mobile, khi mà trải nghiệm ở mức độ họ là HDR 60fps, cộng với đó là tính năng khử răng cưa, thì nhiệt độ khi trải nghiệm cho ra là 41 độ C. FPS trong điều kiện bình thường cũng như trong điều kiện giao tranh thì rất mượt, pin trung bình một trận dao động từ 9 đến 12% cho tổng thời gian 25 đến 30 phút. Còn đối với tựa game Liên Quân Mobile, khi mà trải nghiệm ở mức độ họ là HD 60fps và chi tiết cao, nhiệt độ khi trải nghiệm cho ra là 39 độ C. FPS trong điều kiện bình thường cũng như trong điều kiện giao tranh dao động từ 59 đến 60fps, pin trung bình một trận dao động từ 3 đến 5% cho tổng thời gian 15 đến 20 phút. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.